Cố lại nè. Từ từ thôi. Rồi, nhịp nhàng. Giữ lại con, giữ đầu người ta lại. Đúng rồi, giữ cái đầu người ta lại con. Thi đấu đúng luật riêng ơi, tuyệt đối không phải cho cái cuộc sống nghe của đời tôi thành công đến với mình đến này. Ta sẽ đến với hiệp đấu đầu tiên giữa Roma Trưng và Ben Tú Tài, hai striker. Nhưng về thành tích đánh nằm thì Roma Trưng là người có kinh nghiệm hơn Ben Tú Tài, một võ sĩ trẻ. Hai đang nhập cuộc hết sức có sự thăm dò đối với nhau. Vẫn chưa có một đòn đánh mạnh nào được tung ra về phía cả hai cả. Cú đá đầu tiên của Ben Tú Tài không có sự e dè nào của võ sĩ trẻ. Ben Tú Tài thi đấu với thế thủ Sabo, một thế thủ vô cùng khó chịu bởi những cú chân trước và chân sau, còn thêm tay sau nữa sẽ là điểm rất khó chịu đối với những võ sĩ thi đấu với thế thủ ngược lại. Dù đây chỉ là màn chào sân của võ sĩ Ben Tú Tài, tuy nhiên đừng quên rằng anh ta hiện đang là kiện tướng tán thủ quốc gia, nên là rõ ràng trong trận đấu này anh ta không chịu khuất phục. Rất bất ngờ, Ben Tú Tài đang là người áp đảo được Roma Trưng hơn trong những tình huống đá của mình. Những tình huống đá low kick, high kick đang gây khó khăn cho Roma Trưng, không thể tiếp cận được trận đấu. Cự ly của Ben Tú Tài là quá tốt. Liệu Roma Trưng có chuyển qua tư thế đánh nằm không? Roma Trưng vẫn chưa thể tiếp cận được Ben Tú Tài. Những cú đá bằng chân trước của Roma Trưng vẫn chưa đem lại được sự hiệu quả. Một võ sĩ trẻ Ben Tú Tài đang giữ được cự ly quá tuyệt vời. Lần đầu tiên tham dự một đấu trường lớn như GMA, nhưng Ben Tú Tài đã thể hiện rõ sức trẻ của mình. Và bây giờ là tình huống grappling đầu tiên. Roma Trưng là người ở phía trên, còn Ben Tú Tài là người ở phía dưới. Và bây giờ Roma Trưng đang chuyển qua sai càng trộn đối với Ben Tú Tài. Và bây giờ là tư thế cockface đến từ vị trí của Roma Trưng. Và bây giờ là arm triangle chop đến từ Roma Trưng đang được thiết lập lên người của Ben Tú Tài. Ben Tú Tài đang cố gắng lật người dậy nhưng khóa siết rất chặt rồi. Liệu có một tình huống submission arm triangle đến từ vị trí của Roma Trưng hay không? Rất khó để cho Ben Tú Tài có thể tạo nên được bất ngờ trong trận đấu này, khi mà Roma Trưng đang hoàn toàn kiểm soát được thế trận. Arm triangle vẫn đang được thiết lập nhưng và bây giờ là tình huống chuyển cho Castro đến từ vị trí của Roma Trưng, và Roma Trưng đang muốn thực hiện ý đồ armbar. Vẫn chưa thoát được, Ben Tú Tài chưa thể thoát được arm triangle đến từ vị trí của Roma Trưng. Vâng, thật sự là rất khó cho Ben Tú Tài anh Tùng Anh ạ, bởi vì trong những khoảng thời gian gần đây Roma Trưng đang tập về jiu-jitsu cực kỳ kỹ. Roma Trưng đang phải chuyển qua sai cản trô, có lẽ anh sẽ sử dụng những cú round and pound về phía Ben Tú Tài. Võ sĩ trẻ đang có armbar rồi, armbar dành cho Roma Trưng. Liệu Ben Tú Tài có giữ được không? Vẫn chưa thể có tình huống armbar đối với Roma Trưng. Ben Tú Tài vẫn đang cố gắng rất nỗ lực và rất kiên cường. Võ sĩ trẻ lần đầu tham dự đấu trường MMA đang thi đấu vô cùng sòng phẳng trước người đàn anh Roma Trưng, và chỉ khi phải rơi vào tư thế địa chiến thì Ben Tú Tài mới thật sự gặp khó khăn. Nhưng bây giờ thì Ben Tú Tài đang phòng ngự rất tốt trước tình huống armbar đứng từ phía Roma Trưng. Roma Trưng vẫn chưa thể bẻ thẳng tay của Roma Trưng vẫn chưa thể bẻ thẳng tay của Ben Tú Tài ra. Và
vẫn là những tình huống kiểm soát của Roma Trừng. Ben Tú Tài đang rất nỗ lực. Sức trẻ của Ben Tú Tài đang được thể hiện. Roma Trừng đang cố gắng gài tay của Ben Tú Tài vào giữa hai chân của mình để thực hiện đòn bẩy ám ba. Và ban huấn luyện của Roma Trừng cũng đang kêu gọi. Roma Trừng cố gắng kẹp tay của Ben Tú Tài lại và bây giờ là những cú round and pound. Những cú round and pound ở cự ly gần này vẫn chưa thể gây sát thương quá lớn cho Ben Tú Tài. Rất lì lợm. 20 giây cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên. Và xuất hiện trên màn ảnh của quý vị vừa rồi là độc cô cầu bại Muay Thái Nguyễn Trần Duy Nhất, người cũng đã từng đạt được đài ở bộ môn MMA ở một giải đấu khác. Và bây giờ là 10 giây cuối cùng. Một tình huống chuyển đổi vị trí, nhưng người vẫn đang nắm được ưu thế là Roma Trừng. Và Ben Tú Tài đã thoát hiểm thành công. Một hiệp đấu quá hay đến từ hai võ sĩ. Đấu giữa Roma Trừng và Ben Tú Tài xin bắt đầu. Đây không nghĩ là một trận đấu hại hay đến vậy. Bởi trước khi trận đấu này diễn ra thì người ta đánh giá Roma Trừng sẽ là võ sĩ áp đảo Ben Tú Tài. Nhưng Ben Tú Tài, một võ sĩ rụt rè trong cách giao tiếp ngoài cuộc sống, lại đang thể hiện một sự kinh nghiệm, một sự ra dơ trên võ đài tại GMA. Và bây giờ hai võ sĩ đang trong tư thế striking. Ở hiệp thi đấu đầu tiên thì Ben Tú Tài đã thoát hiểm thành công trước đòn ám ba của Roma Trừng. Anh Tùng Anh có nghĩ rằng tại hiệp 2 này thì ban huấn luyện của Ben Tú Tài sẽ thay đổi chiến thuật hay không? Chắc chắn thì ban huấn luyện của Ben Tú Tài sẽ không phải thay đổi gì nhiều. Thì Ben Tú Tài đang chơi rất tốt, kể cả ở trên tư thế striking, tư thế đánh đất. Và trọng tài đã phải yêu cầu Ben Tú Tài phải thi đấu một cách tích cực hơn. Ben Tú Tài sẽ không muốn rơi vào gần quá Roma Trừng. Vừa rồi là một cú đạp rất chính xác của Ben Tú Tài, cú đá đầy chất lượng của Ben Tú Tài. Ben Tú Tài không nghĩ đây là một võ sĩ trẻ, anh đang thi đấu đầy kinh nghiệm. Cự ly được thiết lập đối với Roma Trừng là quá hoàn hảo và tuyệt vời ngay lúc này. Và anh Tùng Anh à, đây là trận đấu MMA chuyên nghiệp đầu tiên của đại diện đến từ câu lạc bộ Sanda Bình Dương. Đây là một trận đầu tiên, nhưng chúng ta có thể thấy Ben Tú Tài đang thi đấu với một cách đánh vô cùng tự tin. Thi đấu ở bộ môn tán thủ cũng có điểm tương đồng với bộ môn MMA, thì hai các võ sĩ cũng sẽ phải sử dụng những tình huống bắt té và vật. Nhưng trong bộ môn tán thủ thì các võ sĩ chỉ sử dụng vật hai điểm chạm, còn MMA thì chúng ta sẽ làm nhiều hơn ở dưới mặt đất. Còn bây giờ trong tư thế striking thì Ben Tú Tài đang thể hiện đẳng cấp của mình với một tư duy chiến thuật, một cự ly vô cùng tốt cho một võ sĩ đã có kinh nghiệm thi đấu dày dặn hơn. Của overhand của Roma Trừng nhưng nó vẫn chưa thể tới được mặt của Ben Tú Tài. Vẫn chỉ là những tình huống low kick ở tầm thấp. Và chất lượng vào body kick chính xác của Ben Tú Tài. Nhưng bây giờ đó là cơ hội dành cho Roma Trừng đưa Ben Tú Tài xuống đất và thực hiện tình huống địa chiến. Sai Càn Trô tiếp tục được Roma Trừng thể hiện ở trong tình huống địa chiến này. Ben Tú Tài đang sử dụng đòn siết may chém.
đối với Roma Trung. Và chắc chắn trong tình huống địa chiến này thì Ben Tú Tài sẽ cố gắng giữ Roma Trung càng lâu càng tốt, bởi kinh nghiệm đánh nằm của võ sĩ đến từ Santa Bình Dương là thấp hơn, ít hơn Roma Trung. Roma Trung đã đè được một chân lên bụng của Ben Tú Tài. Việc đè chân này sẽ khiến cho Ben Tú Tài bị hao tổn sức. Đây là một võ sĩ trẻ, một võ sĩ luôn muốn cống hiến. Ben Tú Tài đang bám rất chặt rồi cổ của Roma Trung và chân của Roma Trung. Sai cản trô vẫn ở đó, nhưng bây giờ là hai màu đến từ vị trí của Roma Trung. Nhưng Golovin siết máy chém vẫn đang ở trên cổ của anh. Rõ ràng là Ben Tú Tài là một võ sĩ có tư duy, một võ sĩ không rụt rè trong những tình huống địa chiến, rất tự tin trong những tình huống striking. Có lẽ trọng tài sẽ phải đưa trận đấu trở lại với tư thế striking, thì hai võ sĩ khá bị động ở trong tư thế đánh nằm. Siết. Bây giờ thì Roma Trung đã ngoi được lên và wow and pow. Ben Tú Tài cũng đang ôm chặt lại Roma Trung rồi. Ben Tú Tài sẽ cố gắng đưa đầu mình sát với đầu của Roma Trung để không phải chịu những cú raw and bump. Vẫn là những tình huống đẩy hông lên nhằm thoát khỏi tình huống chiếm lợi thế ở trên. Và bây giờ thì Roma Trung đã có được lưng. Vẫn là những tình huống chuyển đổi vị trí. Và một lần và đầu tiên trong trận đấu, Ben Tú Tài là người nằm trên. Và bây giờ là những tình huống raw and bump chưa thật sự rõ ràng trong tình huống này, nhưng Ben Tú Tài hiếm hoi đã chiếm được lợi thế. Và bây giờ Ben Tú Tài đang sôi striking và Roma Trung đã được trọng tài yêu cầu đứng dậy và trận đấu sẽ trở lại sự hấp dẫn ở tư thế đánh sôi striking. Và lợi thế ở trong những tình huống đánh sôi striking này hoàn toàn sẽ thuộc về Ben Tú Tài, một võ sĩ tán thủ. Vẫn là những tình huống low kick tầm thấp của Roma Trung. 10 giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai. Body kick chính xác của Ben Tú Tài. Rất nhiều những cú body kick chính xác ở trong trận đấu này xuất phát từ vị trí của Ben Tú Tài. Và võ sĩ trẻ tuổi vẫn đang làm rất tốt. Hiệp 2 kết thúc. Mày sinh năm bao nhiêu đấy? 2003 rồi. Trận đấu hổ mang giữa Roma Trung và Ben Tú Tài. Rõ ràng là trận đấu này ở cuối hiệp 2 dường như là càng kịch tính hơn, khi mà Ben Tú Tài đã rất nỗ lực để thoát khỏi những đòn khóa kèm chặt của Roma Trung. Và bây giờ là tình huống underhook của Roma Trung đối với Ben Tú Tài. Roma Trung chắc chắn không muốn để Ben Tú Tài có cự ly để striking với mình. Rất cố gắng. Và vừa rồi là một tình huống bám dây đài của Ben Tú Tài. Và bây giờ là tình huống địa chiến. Chuyển đổi vị trí và một lần nữa sai can trô thuộc về Roma Trung. Và chắc chắn thì ban huấn luyện của Roma Trung sẽ muốn Roma Trung lên màu. Vâng, nếu như cái chân của Ben Tú Tài để như vậy rất dễ tình huống full màu được diễn ra. Và nó đang xảy ra rồi đấy. Roma Trung. Và bây giờ là underhook đến từ vị trí của Roma Trung.
rất bất ngờ từ một tình huống tưởng chừng như Roma Trưng lên được màu. Roma Trưng đang giữ Buster Laika để mong muốn lật người. Đang sử dụng và bây giờ là Klogat của Roma Trưng. Sau tình huống lật người lại không thành công thì anh chấp nhận giữ tư thế gắt bóng đối với võ sĩ Ben Tú Tài. Ben Tú Tài đang cố gắng đẩy phần thân của mình lên, nhưng phần thể thân này đã khiến cho Roma Trưng sát vào trong dây này, sẽ rất khó trong những tình huống raw and pass. Tiếp tục là những tình huống đẩy chân nhấc người của Ben Tú Tài lên nhằm lật lại, nhưng sức đè của Ben Tú Tài vẫn đang rất tốt, vẫn tiếp tục bẩy chân. Nhưng với những võ sĩ thi đấu bộ môn tán thủ thì họ là những người giữ trọng tâm, giữ trọng lượng cơ thể rất tốt. Và lần đầu trong trận đấu này Ben Tú Tài có thể giữ Roma Trưng nằm úp nằm ngửa xuống sàn lâu đến như vậy. Rất bất ngờ, một trận đấu chúng ta sẽ tưởng là dễ dàng cho Roma Trưng thì đối đầu với một võ sĩ mới chỉ sinh năm 2003 thôi. Nhưng đây hóa ra lại là một trận đấu quá khó khăn đối với đại diện của No One Boy Club. Vâng, và rõ ràng là Ben Tú Tài đang chứng tỏ một điều rằng mình không phải là một đối thủ dễ bắt nạt. Và trọng tài đang yêu cầu hai võ sĩ đứng dậy và tiếp tục sự striking, nơi mà Ben Tú Tài sẽ thể hiện được đẳng cấp của mình. Low kick của Roma Trưng vẫn chưa hiệu quả đối với Ben Tú Tài. Vẫn là những tình huống rất quan sát. Một cú đấm chính xác, một cú bay chính xác của Roma Trưng vào đầu của Ben Tú Tài. Nhưng đây sẽ khiến cho trận đấu nhanh hơn. Tiếp tục là những tình huống ăn miếng trả miếng đổi đòn. Và bây giờ thì Ben Tú Tài đang là người nằm trên Roma Trưng. Roma Trưng tiếp tục có gắt bóng. Một tình huống tăng tốc bất ngờ của cả hai võ sĩ. Tiếp tục là những tình huống bẩy chân của Ben Tú Tài lên để có thể xoay người lại. Nhưng bây giờ với sức đè của Ben Tú Tài thì Roma Trưng tiếp tục phải sử dụng gạt đóng. Chân vẫn tiếp tục lọt xuống dưới. Ben Tú Tài đã đứng dậy và sẽ có những cú đá tầm thấp về phía chân của Roma Trưng. Roma Trưng cũng phải cẩn thận bởi vì sải tay và sải chân của Ben Tú Tài là rất dài. Đó là lợi thế của anh chàng đến từ Sana Bình Dương. Liên tục là những tình huống cắt góc của Ben Tú Tài. Và một lần nữa trọng tài yêu cầu Roma Trưng đứng dậy. Điểm striking với Ben Tú Tài. Ben Tú Tài cũng sẽ cảnh giác hơn sau tình huống right hand chính xác của Roma Trưng vừa rồi. Sẽ rất thận trọng trong từng đòn đánh, từng cú đấm, từng cú đá của mình. Đây rõ ràng là một trận đấu rất vất vả đối với Roma Trưng. Body kick chính xác tiếp theo của Ben Tú Tài. Những cú đá chân sau có độ sát thương cũng độ chính xác rất cao đến từ võ sĩ trẻ. Rất nhanh, những cú đá rất nhanh, đặc trưng của bộ môn tán thủ. Rất tiếc trong trận đấu này chúng ta chỉ thấy một đòn đá trích ngang của Ben Tú Tài thôi. Đá của Ben Tú Tài đang ngày càng nhanh nhạy hơn. Các anh biết thời gian đang do mình làm chủ. 15 giây cuối cùng của hiệp thi đấu cuối cùng. Ben Tú Tài mới giữ. Những cú body kick tiếp tục được tung ra. Quá chuẩn xác đến từ Ben Tú Tài. Và Roma Trưng không thể lấy được cự ly đối với Ben Tú Tài. Hết giờ. Một trận đấu quay của cả hai.
kịch tính là bốn từ để miêu tả về màn thi đấu giữa Roma Trưng và Ben Tú Tài. Rõ ràng là cả hai võ sĩ của chúng ta đã nỗ lực, đã cống hiến một màn thi đấu vô cùng mãn nhãn, đúng không ạ? Vào một trận đấu cân tài cân sức vừa rồi thì rất khó để cho ban trọng tài của chúng tôi đưa ra được quyết định. Nhưng sau 3 hiệp đấu thì đây vẫn là sàn diễn của bản lĩnh và kinh nghiệm. Một lần nữa xin chúc mừng võ sĩ đến từ No One Man Club, Roma Trưng. Xin chúc mừng chiến thắng của Roma Trưng. Bạn cảm giác như thế nào khi quay lại với GMA lần này? Dạ, với em thì một trận đấu là một bài học kinh nghiệm của em. Một lần trên sân khấu thì em còn cố gắng có nghiên hết không? Bạn cảm giác như thế nào với đối thủ trẻ của mình? Quá khó khăn trong trận đấu này. Dạ, em nghĩ bạn ấy là một tài năng trẻ và cũng khỏe. Có mấy lần em có thể xuất huyết, em xuất huyết được. Xin cảm ơn Roma Trưng và hẹn gặp lại Roma Trưng ở GMA lần sau. Một lần nữa xin chúc mừng đại diện